xin kính chào quý vị khán giả đã trở lại với việt UTV. À, hôm nay là 23 tháng à, 23 tháng 3 tháng ngày ngày. À, trở lại với à, sự kiện ba và những à, youtuber chống cộng cùi khi mà à, các tổ chức ở à, nam california đã đưa ra hai youtuber à, Chuông quốc huy và à, neo thẳng neo thẳng danh các bạn Trung à, quốc huy và trần ngọc phong là hai youtuber chống cộng cùi khi mà họ đến dự uh, kiện va uh, VABA có sự uh, tham gia của việt Nam airlines và vinfast à, và họ cũng uh, gọi là vô lực chương tên chống uh, chống cộng nhưng mà họ cũng uh, gọi là kiếm kiếm chút chút, 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 chút xíu cơm à, phía sau cái màn gọi là chống cộng đó cũng kiếm tiền sài găng à, à, mà chúng ta thấy cái phần trả lời lập lờ à, quan điểm của chú huy khi mà bên à, à, anh lân của monson tv đã phỏng vấn À, trở lại với à, sự kiện VinFast thì à, ngày à, mấy hôm nay, bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 đến là 3 ngày à, Có những à, Youtuber à, cũng à, à, bên Canada hay là nói thẳng là phi Đồng hay là bên Houston à, Texas Có một à, cô à, cũng là mặc áo vàng rồi cũng lên nói cho chống cộng cũng ghê gớm lắm Nói về vấn đề VinFast mà có sự kiện là à, ở bên đất à, Bên đất có cái phòng showroom phòng trưng bày của Vinfast tại thành phố Colonia của Đức thì nó bị một sự kiện là cháy à, cháy à, thì cháy như thế nào chúng ta cùng đọc báo à, tuy nhiên khi mà những người à, youtuber này lên nói là à, những à, cái sự cái, cái 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 sự kiện cháy này cho à, thấy là Vinfast à, nóng quá chịu không nổi rồi. À cháy à, rồi hay chất lượng bla nói chuyện trên đời dưới đất nhưng mà cũng không có cơ sở hay cũng không có bằng chứng hình ảnh nào cho thấy cái điều đó không có không có cái nào để chứng minh à, nhưng mà họ vẫn đưa ra những thông tin rất là ác ý đối với mình Pháp. à, chúng ta cùng à, theo dõi cái bản tin của trên uh, Thời Báo uh, Thời Báo D ha đây là một cái uh, trang báo của của youtube uh, youtuber dưỡng YouTuber đất là khoa á khoa gì á ok 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 cũng nói về cái việc anh ta cũng nói là cái ok 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 ở ok 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 các bạn rồi à, như thế nào Đó, đây là cái trên bài báo của của thờ báo thờ báo một trang báo uh, gọi là cũng là uh, chống cộng cùi ở bên đức và anh ta đưa ra thông tin uh, cái đó là trang một trang báo online của của youtube uh, khoa thì anh ta muốn nói gì thì nói nhưng mà cũng dựa vào cái nguồn của trang báo ở đức là mình đọc cái bên trang báo của bên này trước ha à, lực lượng cứu hỏa lớn được huy động đến khu vực uh, flash một đám cháy bùng phát à, bùng phát trong phòng trưng bày ô tô Vinfast vào chiều thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2023 theo đồng báo cảnh sát ở Corona. Theo nhận định ban đầu ngọt lửa bắt đầu từ nắp nắm cabo của chiếc xe điện này sau đó lan ra phía sau room à, để vào trong phòng lính cứu hỏa phải phá cửa lớn để phun chất à, chữa cháy. À, khu vực Harbour à, Harbor Grand nằm một số con đường khác bị phong tỏa. Điều này dẫn đến ùn đúc ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đây là cửa hàng đất đầu tiên của VinFast đến từ Việt Nam mở khai trương vào tháng 12 năm 2022. Và Đức ngon nghĩa là khoảng 4 tháng. À, đây dẫn nguồn qua trang bên trang báo này cũng dẫn nguồn qua một cái tờ báo của Đức. Bằng tiếng Đức các bạn đây. Trang à, uh, Run Chow Dash online chấm dis nghe các bạn là chúng ta vào trang trong báo này một trang báo online ở bên đức và viết bằng tiếng đức à, cho nên là vị trí chú cũng không có hiểu rõ nhưng mà mình dịch mình dịch qua nha các bạn à, vị chú sẽ dịch qua tiếng đức qua tiếng uh, tiếng uh, tiếng việt như thế này các bạn có thể vào google và sụp google để dịch đây mình copy nguyên cái tờ báo và dịch như thế này À, khu vực Harbor Green một đây là hoạt động chữa cháy đã đưa một đám cháy mà một đám cháy bùng phát phía trước của cửa hàng theo những phát hiện ban đầu một nắp capo đã bốc cháy để vào được các à, phòng lực lượng cứu hỏa đã phá cửa rào lúc đầu không có gì thiệt hại thêm Harbor và các con phố khác đã được đồ cứu hỏa phong tỏa có sự chậm trễ giao thông đáng kể hiện vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân chính xác của vụ cháy không có thương tích cửa hàng của hãng xe việt được khai trương vào tháng 12 năm 2012 như vậy như vậy là chúng ta theo thông tin thì thấy vụ cháy diễn ra và cũng không có đầu kỳ mà không có bất kỳ à, cảnh sát ở bên đất ở thành phố Colombia cũng không có chưa hỏng đang à, điều tra và chưa công bố là nguyên nhân cũng là à, nguyên nhân vụ cháy như thế nào à, tuy nhiên à, những cái trang gọi là những trang báo online à, chống cộng cùi hay là một số à, một số à, người một youtuber gọi là chống cộng cùi à, có lẽ đầu óc họ họ họ, họ họ kiếm cơm họ chửi kiếm cơm họ bằng tội cách những cái sản phẩm mà làm ra từ việt nam những người dân có sự tham gia của những người dân trong nước họ lao động họ bằng mồ hôi bằng nước mắm kiếm tiền thì những sản phẩm bán ra ở nước ngoài khi mà bán được thì mang lại ngoại tệ để nuôi sống họ và gia đình của họ À, nếu mà những người à, không ủng hộ thì thôi thì cũng không có nên đánh phá như vậy là đánh phá về à, chính là đánh phá những miếng cơm của những người dân lao động trong nước và như đây nói rõ ràng và khi mà thông tin của cảnh sát à, ở Corona đất đưa chưa ra vẫn còn đang à, đang điều tra thì đã cả à, những cái người youtuber gọi là chống cộng cụi đã tung ra những cái thông tin à, rất là ác ý như là à, cái nắp tabo của của uh, xe vé 8 đã uh, kém chất lượng và nó chịu nóng không được nên cháy hoặc là vì uh, uh, sản phẩm quá kém cho nên tự nhiên uh, nó cháy chẳng hạn thì uh, nếu ra nêu ra những cái mà mình uh, mình quá ư là hộ đồ với cảnh sát họ điều tra họ chưa ra công báo uh, chưa, chưa công bố là nguyên nhân thì những người youtuber này đã đông ra rồi nhưng có một điều mà các bạn đó cũng nên lưu ý à, Nguyên nhân cháy có thể à, có thể à, à, do một trong những lý do như thế này mà chúng ta cần phải lưu ý nha Từ một youtuber à, gọi là chống công cụ luôn Chú Huy à, Các bạn nghe Chú Quốc Huy đã từng tuyên bố như thế nào có anh Lân. vũ hoàng lên và dạ, có luôn cả minh giang nữa minh giang ngồi chung bạn với tôi nè tôi chào đàng hoàng ok cái hình mà chụp cái lòng minh giang chụp bỏ lên mạng á đi nhiều người lên chụp mà không dám làm tin không dám đứng đó không có phỏng vấn ông thị trưởng không phỏng vấn gì hết á đi vòng 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 chụp hình chụp hình tôi là cái người tôi nói với lại anh nghe lữ cho nó đó đi kiếm cho tôi hai cái cờ vàng tôi cắm lên cái xe Vinfast á tôi nói thật với quý vị á tôi là cái người tôi nói với anh David dương luôn á ok một hồi tôi tôi mà đứng đây tôi mà nóng nữa đó là tôi với anh Phong mỗi đứa cái hộp quẹt đốt một chiếc xe là tôi nói giỡn chơi á mà thiệt như vậy vừa nói vừa cười luôn á quý vị không tin quý bị hỏi thử hết mấy anh em ở đó coi tôi ra đằng trước nè tôi hút thuốc nè anh Trần Thái Văn anh ra anh hút xì gà hai anh em đứng nói chuyện chơi tôi nói với anh Phong á tôi nói mà hai cái xe này tôi là cái người tôi đi coi luôn cái xe của Vinh Phát cho bà con chạy lúc buổi chiều chạy thử xe ngoài đó văn cờ vàng tụm lum tà la hết ok ở trong cộng đồng việt nam luôn tôi tôi là cái người tôi nói với anh À, như vậy các bạn đã nghe rõ ràng à, sau cái sự việc va ba mà rất là cộng đồng và ở đây rất là chỉ trích và cũng lên án hai youtuber có cộng cùi chú huy và trần ngọc phong thì chính à, uh, chú huy đã lấp liếm và lên mà uh, lên uh, mạng đã nói là anh ta và trần ngọc phong có ý định đốt uh, hai cái xe vinfast ở phía trước thì đây là bằng chứng cho thấy có thể là có khả năng trương à, quốc huy cũng là một trong những cái yếu tố nguyên nhân à, cái vụ cháy ở bên 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 Đức mình phải chết lại kiểm tra là cái thời gian đó trương quốc huy có ở bên đất ở konya ở bên Đức hay không rồi tại à, vì anh ta tuyên bố là anh ta sẽ đốt mà cho nên đây là một trong những cái bằng chứng rất là quan trọng có thể có liên quan mình không khẳng định nhưng mà có thể liên quan đến những tuyên bố của trương quốc huy hoặc là hoặc là vì những cái tuyên bố mù quáng hay là um, kích động của chú Huy mà những người fan những người hâm mộ của anh ta đã đã bị kích động và đã tham theo lời anh ta là đã chăm ngòi cho cái, uh, cái 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 uh, đốt cái uh, hai uh, cái xe ở bên Corona uh, Đức thì sao chúng ta cũng không phải biết được đây đây là một cái bằng chứng mà đây là bằng chứng anh ta anh tuyên bố lên mạng anh ta nó sẽ anh ta có ý định đốt thì có thể là đây đây là một cái bằng chứng có thể là anh ta là một trong những nguyên nhân mà cảnh sát đất, đất có thể kiểm tra có thể cung cấp cho cảnh sát đất để điều tra nguyên nhân vụ cháy ở Vinfast vì chúng ta cũng không biết được chúng ta không biết được nhưng mà chúng ta thấy việc thấy những ai hâm dọa hay mà đe dọa vì những cái mù quáng hoặc là ác ý thì chúng ta có thể cung cấp cho cho cảnh sát để họ điều tra và chúng ta thấy à, vị chú cung cấp gấp thêm cho những cái bạn mà à, gọi là à, chống phá à, chống phá mà gọi là cái đầu óc mà nó 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 quá khích khi mà những cái sản phẩm từ Việt Nam như Vinfast không có liên quan gì đến những cái 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 chính trị của Việt Nam ở đây ấy, mà đó là những sản phẩm từ Việt Nam và họ, những sông án này cũng mang là từ cái lồ mồ hôi nước mắt của người dân việt nam họ làm ra thì những người việt ở bên hải ngoại nếu không ủng hộ thì cũng không nên nên đưa ra những cái thông tin ác ý như vậy mà không có cơ sở à, đây là một số thông tin liên quan đến vinfast và chúng ta thấy là trong cái đợt kiểm tra vừa rồi à, của cái cuộc uh, kiểm tra an toàn xe của asia uh, là trong 10 nữ, 11 nước Đông Nam Á thì cho thấy uh, sản phẩm của VinFast đạt cái tiêu chuẩn 5 sao về an toàn. Họ có những cái quy, quy tắc uh, để uh, để và làm một uh, cuộc thử nghiệm cho những cái xe cho xe VinFast chạy vào trong cái trong vào những cái môi trường cho những thiết bị mà đo sự an toàn của người ngồi người kế bên rồi trẻ em như thế nào đó những người vặt à, và cho thấy cho chúng ta có thể coi trên à, những cái video trên trang à, youtube của Asia iCap chúng ta thấy cái chất lượng à, và độ an toàn của Vinfast cũng rất là cao à, mà trong cái hiệp hội Aisa về an toàn xe đó họ, họ kiểm tra họ test thì được năm sao là cũng là điểm cao nhất trong cái bộ an toàn của xe cũng như à, những thông tin về Vinfast cũng sẽ được vào à, cái à, cái gọi là đi những cái xe 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 à, sẽ được à, vào hội những cái xe mà như là chương trình bi hay là Grab ở Việt Nam có thể họ thể những người mà mua xe đó họ có thể chạy xe à, xe xe rồi là taxi taxi trong uh, app đó và, đó là một số thông tin về Vinfast và cảm ơn cả nhà đã theo dõi à, chương trình cũng dài rồi à, các bạn à, đừng quên à, comment chia sẻ thông tin này xin cảm ơn cả nhà xin chào tạm biệt